Em thương yêu, thư em đến với anh giữa lúc đơn vị đang ráo riết lên đường ra chiến trận. Lẽ ra anh không nên báo tin này cho em, vì anh sợ rằng khi đọc được những dòng thư này, em và con sẽ lo lắng cho anh mà thêm sầu muộn. Ở nơi quê nhà xa xôi, em có thể hiểu được tâm trạng của anh lúc này không? Anh nhớ em nhiều lắm. Anh xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh để chăm lo và bảo vệ cho mẹ con em. Dù rất thương em, nhưng anh phải đứng lên bảo vệ nơi mà anh gọi là quê hương này. Ngày mai anh sẽ hành quân ra chiến trường. Ở đó, đồng đội đang chờ anh từng ngày. Tuy cuộc chiến này gian khổ, nhưng anh tin chắc chúng ta sẽ giành thắng lợi em à. Em đừng lo lắng và buồn nhiều. Rồi mai đây hòa bình, anh lại về. Chờ anh em nhé. Chờ anh.
chờ anh em nhé. Chờ.